Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn thanh lý. Thì các bạn trương sản phẩm nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối bên mình sẽ thanh ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay bên mình là về được 3 chiếc Samsung S8 nhé. Ba chiếc Samsung S8 nhé, S8 nhỏ nhá. Ba con S8 nhỏ đều là bản công ty. Ba con này đều là bản công ty 2 SIM nhé. Đều là bản công ty 2 SIM. Đây, đều là bản FD, bản công ty 2 SIM. Thì là cấu hình con S8 nhỏ này thì là máy, ba con này thì là hình thức là máy đẹp là trên 90% nhé. Đây, con này thì là máy màu nói chung là gần như là vàng gold đấy, xám xám gần như là vàng gold, vàng gold đấy. Đây, bóng rất là đẹp và hai con màu đen bóng nhé, hai con S8 màu đen bóng đấy ạ, hai con S8 màu đen bóng đấy ạ, hai con S8 màu đen bóng đấy ạ, vàng gold này. Và thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con S8 này. Thì là gì nhờ? Thì là màn hình của nó là màn hình là 5,8 inch các bạn nhé. S8 của nó là màn hình là 5,8 inch. Độ phân giải nó là 2K cộng này, camera sau trước là 18 và ở đây sau rất là nét này. Và trước thì là 8 megapixel đấy, rất là ok. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Pin con này là pin S8 này là pin là 3000, có hỗ trợ sạc nhanh các bạn nhé. Đây. Chip con này chip Snapdragon nói chung là chip Exynos 8895 nhé, 8 nhân nhé. Đấy, bản công ty 2 SIM nhé. Đấy. Nhà mình nay về 3 cây. Thì 3 cây này thì mình sẽ nói tình trạng cho các bạn luôn các bạn nhé. Đây thì mình dễ. Tình trạng là chỉ bị hơi bị ám hồng một chút thôi. Đây con này thì bị hơi ám hồng một chút. Đấy. S8 của mình là hơi ám hồng một chút. Ba con này thì mình bên mình đồng giá thanh lý cho bạn với giá là 2.950.000 nhé. 2.950k cho sản phẩm Samsung S8 đấy ạ. Đấy, màn hình thì tình trạng là màn hơi bị ám hồng một chút nhé. Hơi bị ám hồng một chút ạ. Ba con này đều là hơi ám hồng một chút, tại vì Samsung đặc điểm của nó là màn ám rồi. Ba con này thì hơi ám hồng một chút. Ba con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.950k. 2.950k đây ạ. Đấy. 2.950k đây ạ. Cho một sản phẩm nhá. Màn tình trạng là ba con này đều là màn hơn hơi ám hồng một chút nhá. Hơi ám hồng một chút đấy ạ. Hơi ám hồng một chút ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhắn tin hàng là sớm nhất nhá. Đấy. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và số 2 các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Và đây là địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần có địa chỉ cửa hàng của mình các bạn thể trực tiếp qua mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại cũ mới. Đây, ba con S8 nhá. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.950k, rất là rẻ nhá. Đấy. Rất là rẻ. Nên các bạn yên tâm sửa chọn lựa chọn nhá, S8 nhá. S8 thì màn hình nó cong rất là đẹp nhá. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời. Đấy. Samsung dùng sướng lắm, nói chung là Samsung dùng cực kỳ là sướng. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con LG V20 thì này, con này là bản Hàn nhá. Con V20 này, con này là bản Hàn, là LG V20, con này là bản Hàn nhá. Bản Hàn thì con này thì là sẽ hỗ trợ chip âm thanh, các bạn nghe nhạc YouTube, các bạn nghe nhạc thì quá là tuyệt vời luôn. Cấu hình con LG V20 này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy. Thì máy con này đẹp keng luôn nhá. Đấy, đẹp keng luôn, đẹp trên 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.900k nhá. Đấy, con máy này là mình là bản Hàn. Thì nó hỗ trợ được chip âm thanh loa ngoài nghe rất sướng. Đấy. Các bạn nghe nhạc loa ngoài rất là phê nhá. Đấy. Bản Hàn thì chỉ có bản Hàn mới được hỗ trợ chip âm thanh. Các bạn nghe nhạc rất là phê đấy. Màn hình rất là to nhá. Đấy, RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Các bạn chỉ với giá coi như là 1.900k thôi nhá. Này, LG V20. Thì hôm nay nhà mình về được mỗi một chiếc con gì nhỉ? Bản Mỹ thì sẽ không hỗ trợ chip âm thanh to như con này. Nhưng mà con LG V20 Hàn thì sẽ hỗ trợ chip âm thanh, nghe nhạc quá là phê, tuyệt vời nhá.
Con này thì là hai camera này, một đèn flash và một đèn chắc là trợ sáng cho chiếc gì này. Đấy. Đấy. Cái đấy thì mình cũng chưa tìm hiểu của. Nói chung là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn dùng quá tuyệt vời, quá là phê luôn ạ. Đấy, quá tuyệt vời, quá là phê luôn ạ. Bạn nào thích sản phẩm LG V20 này các bạn nhấn hàng mình là sớm nhất nhá. LG V20 đi ạ. 1.900.000 nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình thanh lý cho bạn là chiếc gì nhỉ? Mình quên mất rồi. Đây, con LG G7 đấy. Đấy, G7 thì hôm nay mình vừa mới về được một chiếc nhá. LG G7 thì rất là hiếm. Đấy. Con này thì là rất là hiếm, LG G7 đấy. Đây, LG G7. Đây. Con này thì là máy đẹp keng xà beng nhá. Đây. Đẹp trên 90%. Đấy, máy còn zin áp suất luôn nhá. Đấy, đẹp trên 90%. Máy còn zin áp suất. Mặt sau con này thì đã dán keo, mà dán keo ly lông này. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Mặt trước thì cũng đã dán cường lực và mặt sau cũng đã dán keo nhá. Máy đẹp là như là mới, đẹp trên 90%. Và sản phẩm LG G7 này thì là cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB ạ. LG G7 đấy ạ. Thì hôm nay nhà mình về được mỗi một chiếc như này. Đấy. Máy zin đẹp, zin áp suất nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.100.000 nhá. 3.1 nhá. Đấy, 3.1 đấy. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, màn là hình con này là độ phân giải là 2K các bạn nhé. Đấy, màn hình là độ phân giải 2K. Đấy. Mình sẽ thử nghe nhạc cho bạn, cực quá tuyệt vời luôn. LG G7 các bạn. Quá là phê luôn. Sướng lắm, nói chung là sản phẩm LG nó thật. Với các bạn nghe nhạc xem phim thì quá tuyệt vời luôn. Đây. Đấy. Đấy các bạn nghe nhạc thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Màn hình độ phân giải 2K, các bạn nhìn màn hình không có độ nghiêng, độ lóa màn hình gì nhá. Đấy, LG G7 loa cực kỳ là phê ạ. Đấy. Đấy các bạn mà nghe nhạc xem phim con này, chơi game các kiểu con này thì quá tuyệt vời luôn nhá. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này thì các bạn nhấn hàng mình là sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.100.000. Máy zin nguyên bản, đẹp zin nguyên bản, máy zin áp suất nhá. Nên các bạn đi mưa đi gió rất là ok nhá. Đấy, LG G7 này nhá. Và đây là con gì nhỉ? Gì nhỉ? Hôm nay nhà mình vừa mới về được con này là con gì? Samsung S7. S7 thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai con, một con màu gold và một con màu hồng. Hai con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 1.800.000 một con nhé. Samsung S7 thì hôm nay buổi tối ngày hôm nay mình vừa mới về được hai con. Đây S7 đấy ạ. S7 thì mình về được hai con. Con này thì bên mình đang bán với bạn giá 1.800.000 và con này 1.800.000 nhá. Đấy, hai con S7 đấy ạ. S7 thì mình nay có hai con. Đồng giá các bạn với giá là 1.800.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhận hàng mình là sớm nhất nhá, một con màu hồng và một con màu gold nhá. 1.800.000 một đôi này các bạn nhá. Đấy. Đây, và đây là con Note 5 này. Hôm nay nhà mình về là con Note 5. Con này là bản công ty. Đấy, con Note 5 này bản C nhá. Bản C, bản công ty. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.500.000 nhá. Hôm nay nhà mình về được một chiếc duy nhất này ạ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 đấy ạ. Samsung Note 5, con này là bản công ty nhá. Bản C là bản công ty nhá. Bản C bản công ty đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Note 5 màu gold này. Rất là đẹp, hình thức là máy đẹp là trên 90%. Note 5 này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 thì các bạn nhấn hàng mình là sớm nhất nhá. Note 5 này nó có hai bách và một hôm. Đa nhiệm rất là tuyệt vời này. Đây, Note 5. À, Note 5 này bên mình thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ. À, gì nhỉ? 2.500.000 nhá. Đấy, Note 5 rất là rẻ. Đây và hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con Samsung J7 cộng. J7 cộng hình thức con này máy còn 90% các bạn nhá. À, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.000.000 ạ, J7 cộng này. J7 cộng này. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con J7 cộng này là 64GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB ạ.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung S gì nhỉ? Samsung J7 cộng này các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. J7 cộng này. Con này hình thức là máy đẹp 90%. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu. 2 triệu đồng nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Bản công ty 2 SIM nhá, J7 cộng này. Đấy, hai camera các kiểu, một đèn flash này, vân tay này. Các bạn nào mà thích dùng Note Home, bạn dùng Note Home rất là sướng nhá. Nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ người thân, các bạn mua sản phẩm Samsung này về tặng cho ông bà bố mẹ người thân, không bao giờ lỗi thời mà không bao giờ hết mốt nhé. Dùng rất là sướng, rất là phê ạ. Đấy, rất là tuyệt vời ạ. Đấy. Nhiều lắm, nhà mình nay thì phải nhiều lắm. Con này là con gì nhỉ? Con này thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Con này là Samsung M20 nhé. M20, con này là pin 5000, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền, tay thỏ, tay chuột. Thì con này thì là tình trạng mình là mua lại của khách, thì là khách đã báo là mình là ép kính một lần rồi nhá. Con này thì là máy là ép kính một lần rồi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 nhá. Sản phẩm Samsung M20, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Con này thì bên pin là 5000. Bên mình đang bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. 1.900.000 sản phẩm M20. Con này thì là khách đã ép kính một lần nhá. Đấy. Nói chung là máy như nào thì mình sẽ báo luôn tình trạng cho bạn như thế nhá, nên các bạn yên tâm ạ. Con này Vivo i81i này. Và đây là con Oppo A3S nhá. A3S thì con này là 1.700.000 này. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. A3S đấy, 1.700.000 đấy ạ. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB nhá. A3S đấy ạ. Và con này là Vivo i81i, cũng là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Bộ nhớ trong con này là 16GB. Con này bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.600.000. Pin con này thì là hơn 3000. Thì là màn hình thì là hơn 6 inch nhá. Con ABS này thì là màn hình cũng là hơn 6 inch. Pin thì là con này là hơn 4000 nhá. ABS thì pin hơn 4000 và con này thì pin hơn 3000. Vivo đấy ạ. 1.600.000 nhá. Và con này là 1.700.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm ABS và Vivo này, các bạn liên hệ mình sớm nhất nhá. Những sản phẩm này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá, nên các bạn yên tâm phải sử dụng nhá. Nhiều lắm. Nhà mình thì còn nhiều. Đây 6S. 6S màu gray. Con này thì là 2.1 triệu nhá. Vân chân vân tay đầy đủ, 6S màu gray 2.1 triệu nhá. Máy đẹp là trên 90% đấy ạ. 6S màu gray đấy ạ, 2.1 triệu nhá. Máy đẹp là trên 90%. Hôm nay về duy nhất mỗi em này nhá, 6S gray 16GB nhá. Con này là bản quốc tế 16GB nhá. Con này là bản quốc tế 16GB. Bên mình đang bán bạn giá 2.1 triệu nhá. Máy zin nguyên bản nhá, main zin, màn zin nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và đây hôm nay nhà mình về tiếp tục được con iPhone 7 ạ. iPhone 7 thì con này là bản 128GB ạ. iPhone 7 màu hường. Hình thức là máy đẹp là 90% nhá. 90%. Máy thì có phải phẩy đôi chút nhá. Phẩy đôi chút thôi. Thì con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.400.000 nhá. iPhone 7, con này là bản gì nhỉ? 128GB nhá. Đây. iPhone 7. Con này là bản 128GB. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3.400.000 nhá. 3.400.000 sản phẩm iPhone 7. Con này thì là main zin, màn zin nhá, nên là các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Một, các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi, các bạn có thể chọn thức là chuyển khoản trước, còn bạn nào tin tưởng chưa tìm được của mình ấy, thì các bạn có thể chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50.000 và 100.000 tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có báo giá trực tiếp, thì các bạn thấy sản phẩm bên mình hợp lý thì bạn nhanh tay nhấc máy lên điện hệ cho mình trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình. Mọi trục trặc và lỗi kỹ thuật các bạn có thể là gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình ở đây, ở video đây, thì mình sẽ bảo dưỡng và khắc phục cho các bạn sớm nhất nhé. Đây con này iPhone 6 thường này, iPhone 6 thường con này lock chứ. iPhone 6 thường lock con này thì là 900.000 nhé. Máy mất vân tay nhá. iPhone 6 thường lock mất vân tay 900.000 nhá. Giá lợn chết cho anh em về chiến game hoặc là mua sim ghép chiến ABC các kiểu nhá. Đấy, iPhone 6 lock đấy ạ. 900.000 nhá. Mất vân tay 900.000 nhá, rất là rẻ nhá. Này, và đây là con gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Oppo A51 này. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Đấy, con A51 này là 900.000 nhá. A51 là 900.000. Hôm nay mình vừa mới về để mình giết thứ nhất. Đấy, máy zin nguyên bản nhá, A51 đấy, 900.000. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB nhá, A51 đấy ạ.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung A51 này các bạn nhé, hàng mình là sớm nhất nhá. 900k nhá, 900k là rất nhiều máy học sinh sinh viên. Và đây là con Samsung Z5 Pro, Z5 Pro hôm nay mình vừa mới về con này xong. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là gì nhỉ? Con này thì là bản 2 SIM 2 sóng nhá. Con này là bản 2 SIM nhá. Z5 Pro bản 2 SIM. RAM 2, bộ nhớ trong là 32GB. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.600.000. Sản phẩm Samsung Z5 Pro nhá. Z5 Pro các bạn dùng tuyệt vời luôn. Chiếu đập máy bị hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Z5 Pro đã lên được 2 SIM nhá. Đấy, 1.600.000 rất là rẻ. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con A8 2018. Con này là bản bản Hàn đã được lên 2 SIM nhá. Bản Hàn đã được lên 2 SIM. Con này thì là máy đẹp như là mới luôn nhá. Máy đẹp keng như là mới luôn. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.600.000 sản phẩm Samsung A8 2018 đấy ạ. Con này là bản Hàn đã được lên 2 SIM nhá, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn nhìn thấy hàng lần sớm nhất ạ. Đây ạ, A8 2018 đấy ạ. A8 2018 đấy ạ. Bản Hàn đã được lên 2 SIM, máy zin nguyên bản nhá. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. A8 2018 đấy, máy đẹp keng nhá. Như là mới luôn này. Chỉ với giá là 2 triệu. Gì nhỉ? 2.600.000 đấy nhá, rất là rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng chương sản phẩm nào với mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai nhé. Và ngày mai thì là ngày cuối tuần, chúc các bạn một ngày cuối tuần luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.